Thưa quý vị và các bạn, hậu Covid-19, nhiều người gặp vấn đề về giấc ngủ chập chờn, ngủ không sâu, thậm chí là mất trắng đêm. Việc mất ngủ kéo dài dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sức khỏe tâm thần. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Bệnh nhân nữ 30 tuổi này, sau khi khỏi Covid-19 được một tháng, thì bắt đầu xuất hiện tình trạng rối loạn giấc ngủ. Từ khó vào giấc ngủ chập chờn, sau đó là thức trắng đêm. Tình trạng này kéo dài liên tục trong khoảng 3 tháng, khiến bệnh nhân gần như kiệt sức. Tôi mất ngủ hầu như là thức trắng, tiếp diễn từ ngày này qua ngày nọ. Nó làm cho sức khỏe mình đi xuống, sa sút, ngưng trệ mọi công việc của mình. Đáng chú ý, đây chỉ là một trong số hàng trăm bệnh nhân đã đến khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần. Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày với tình trạng rối loạn giấc ngủ sau Covid-19 chiếm tới 70-80%. Những cái biểu hiện như rối loạn giấc ngủ thì chúng tôi sẽ tăng đến khoảng 121%. Có những thời gian là cái lượng khám của chúng tôi tăng đến khoảng 200-300 bệnh nhân trong một ngày. Còn tại phòng khám hậu Covid tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, số lượng bệnh nhân gặp vấn đề về giấc ngủ cũng có sự gia tăng rõ rệt. Bệnh nhân này là một ví dụ. Thỉnh thoảng có đêm thức trắng luôn, còn đa phần là ngủ được một lúc. Buổi lúc mình đi ngủ ấy thì là ngủ một lúc thì ngủ được, xong là dậy là có khi có hôm xem đồng hồ là khoảng 1:30-2 giờ là từ lúc đấy là tôi không ngủ được. Theo như các bác sĩ, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này gia tăng là do người dân chưa có hiểu biết đúng đắn về vấn đề này. Nhiều trường hợp tự ý dùng thuốc dẫn đến các vấn đề rối loạn lại đa dạng hơn. Chúng tôi đã thấy có những sự tăng đột biến và đa dạng hóa các rối loạn giấc ngủ. Một nhóm các bệnh nhân là bị rối loạn giấc ngủ nhưng lại uống thuốc lam mà bị dị ứng. Một số những cái bệnh nhân mà bị các cái bệnh mãn tính như là đái đường, cao huyết áp được điều trị bằng các cái loại thuốc và có những cái tai biến nhiều hơn. Những cái bệnh nhân gia đình sau khi bị Covid thì sợ hãi cách ly, suy nhược cũng xuất hiện rất là nhiều trong giai đoạn vừa qua. Các bác sĩ khuyến cáo tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đã từng mắc Covid-19, nên luyện tập thể dục hàng ngày, bù đủ nước, điện giải và cần phải quan tâm đến vệ sinh giấc ngủ khi mất ngủ kéo dài, đi khám để có phương pháp điều trị phù hợp, không lạm dụng các loại thuốc ngủ, lệ thuộc vào thuốc ngủ để tránh những biến chứng nặng hơn.